chương 576, tôi là đại cung phụng của Dược Y Cốc. Động tác trong tay từ phượng dừng lại một chút, ánh sáng trong mắt không ngừng chấp động, sát khí đang phập phồng. Cuối cùng ông ta đảo ngược thanh kiếm thanh phong lại, nhìn đường Tuấn nói, như vậy cũng tốt. Cho dù cậu thi đấu y thuật thắng hay thua, tôi đều phải giết cậu. He <laughs> he, <laughs> năm đó tôi cũng từng nói qua những lời này với ông nội cậu. Đáng tiếc lão già đó cố tình không tin, nói thế thì ông ta giờ dưới suối vàng chắc là hối hận lắm lắm đấy ha ha ha. Nói xong, từ phượng động đẩy cơ thể nháy mắt đã biết thành tàn ảnh, nhanh chóng biến mất giữa cánh rừng. Hồ Nguyên khí bị tổn thất nhiều như vậy, ông ta phải nhanh chóng đi báo cho Tôn Vân Hoa, đến lúc đó chắc chắn Trung Khê San cũng sẽ bị phạt theo, vậy thì ông ta sẽ thuận theo tự nhiên trở thành đại cung phụng của Dược Y Cốc rồi. Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của Từ Phượng, vốn dĩ anh cũng không muốn để cho Từ Phượng chạy mất nhưng mà Trung Khê San không cho anh có cơ hội ra tay vì sao ông nội tôi là do ông ta giết vì sao không cho tôi báo thù đường tuấn gần như rít gào mà nói ra những lời này trung khê san thở dài có chút đau lòng nhìn đường tuấn nói bởi vì cậu còn phải thi đấu y thuật với dược y cốc đây là tâm nguyện của ông nội cậu nếu bây giờ cậu đánh nhau với từ phượng cho dù kết quả có thế nào thi đấu y thuật cậu sẽ thua chắc trong thi đấu y thuật tâm cảnh là giai đoạn quan trọng nhất sau khi đánh với từ phượng xong tâm cảnh của đường Tuấn đương nhiên không thể nào trở lại trạng thái bình tĩnh trong thời gian ngắn được. Đến lúc đó y thuật sẽ phát huy thất thường, gần như không có khả năng thắng được Tôn Vân Hoa. Audio điện tử võ tấn bền Lẽ nào thù của ông nội tôi thì không cần phải báo sao? Hai mắt đường Tuấn đỏ ngầu, nặn ra mấy chữ từ trong ít hầu, tràn ngập cừu hận thấu xương trong đó. Nếu như anh không biết nguyên nhân cái chết của ông nội, vậy thì anh có thể không làm gì cả nhưng bây giờ biết từ phượng gián tiếp hại chết ông nội mình nếu đường tuấn còn giả vờ không biết vậy thì anh sao có thể làm cháu trai của ông sao có thể là người nhà họ đường được trung khê san thở dài nói không phải là tôi không để cậu báo thù mà là chờ thi đấu y thuật cho xong đi đã đến lúc đó cho dù cậu không tìm từ phượng từ phượng cũng sẽ tới tìm cậu ông ta nhìn đường tuấn trong mắt có sự chờ mong đầy nóng bỏng, ông nội cậu vẫn luôn muốn chứng minh y thuật của nhà họ đường không hề kém gì y thuật của dược y cốc, đáng tiếc, đến phút cuối cùng ông ấy vẫn không thực hiện được nguyện vọng này. Mà cậu là hy vọng duy nhất của ông ấy, tôi cũng rất muốn xem thử có phải y thuật của cậu giỏi hơn ông nội cậu không? Có thể chiến thắng truyền thừa ngàn năm của dược y cốc không? Đường Tuấn chăm chú nhìn Trung Khê San một lát, muốn nhìn xem vẻ mặt của Trung Khê San có dối trá chút nào không, đáng tiếc không có vì sao ông không ra tay? Ông nội tôi chữa khỏi bệnh cho ông, vì sao ông không bảo vệ người cẩn thận? Đường Tuấn lạnh lùng nói, với tu vi cảnh giới thần hải của Trung Khê San, bảo vệ đường hạo bình an vô sự không hề khó khăn gì. Trung Khê San lắc lắc đầu, nói tôi là đại cung phụng của Dược Y Cốc, không ra tay đối phó với ông nội cậu là trả ân cho ông ấy rồi. Hơn nữa tôi cũng không ngờ tới Tôn Vân Hoa lại giảo hoạt như vậy, thế là còn sắp xếp chiêu phòng bị phía sau nữa. Chờ đến lúc tôi biết được, ông nội cậu đã rời khỏi dược y cốc rồi. Câu trả lời này cậu có vừa lòng không? chương 577 Đường Tuấn không trả lời mà chỉ dắt hoa tiểu nam từ từ biến mất trong cánh rừng. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt chung khê san ngày càng rõ rệt hơn, thần hải trong cơ thể gần như sắp kiệt quệ. Ông ta há mồm, giống như đang hút cái gì đó, những nguyên khí tinh thuần giống như sương mù giữa hổ nguyên khí bỗng dưng hóa thành từng dòng khí chui vào trong miệng ông ta, được ông ta chuyển hóa thành chân khí gia tăng trong thần hải. Ông ta cần phải khôi phục thực lực trước khi Đường Tuấn và Tôn Vân Hoa thi đấu xong, đến lúc đó mới có thể tránh được thảm họa năm nào của Đường Hạo lại xảy ra lần nữa. Suy cho cùng, ông ta vẫn nợ người nhà họ Đường một cái mạng. Lúc này, ở đại sảnh hội nghị của dược y cốc. Cốc chủ dược y cốc, Tôn Vân Hoa đang ngồi trên ghế cao nhất, một chiếc ghế cổ xưa phía dưới đó lần lượt là từ phượng đứng đầu nhóm cung phụng của dược y cốc và mấy vị trưởng lão cốc chủ tôi nói chứ đối phó với một thằng nhóc phát mũi chưa sạch sao lại phải cần ngài tự mình ra tay chứ mấy lão già chúng tôi đây đối phó với nó cũng dư giả phía dưới một vị trưởng lão của dược y cốc lên tiếng nói có thể trở thành trưởng lão của dược y cốc thể hiện cho thành tựu y thuật của người đó không tệ nếu đi ra thế giới bên ngoài người này cũng là thần y một gói ít nhất cấp độ cũng phải ngang ngửa với Vương Trọng Khang. Nó là cháu của Đường Hạo, Tôn Vân Hoa thản nhiên nói. Cho dù nó là cháu trai của Đường Hạo thì đã làm sao, đến cả Đường Hạo cũng còn thua cốc chủ đó thôi. Cháu trai lão thì có thể nhấc lên sóng gió gì chứ, y thuật cao sâu đến mức nào đâu. Cốc chủ quá coi trọng nó rồi, một vị trưởng lão khác không cho là đúng lên tiếng. Tôn Vân Hoa nhìn người nọ liếc mắt một cái, khơi than thành tiếng, nói các người biết nó đánh thắng Tôn Khanh có biết là cậu ta dùng y thuật nào đánh bại không? Tin tức Tôn Khanh thi đấu bị đánh bại ở bên ngoài, đám trưởng lão này đều biết nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, cơ mà cũng không có công khai ra. Chắc là may mắn thôi. Mặc dù là tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường Cao Minh nhưng so sánh với Thái Ất thần châm của dược y cốc chúng ta thì là một cái trên trời một cái dưới đất đấy. Hơn nữa cốc chủ đã luyện tới châm thứ tư của Thái Ất thần châm rồi. Nếu để trong thời cổ đại Cốc chủ có thể so sánh ngang hàng với người chữa bệnh tài giỏi như Biển Thước, Hoa Đà rồi. Thằng nhóc danh của nhà họ Đường sao có thể ngang hàng với Cốc chủ? Vốn dĩ là châu chấu đá xe, một vị trưởng lão châm biết, đồng thời cũng có hơi nịnh bợ y thuật của Tôn Vân Hoa. Tôn Vân Hoa không hề thay đổi sắc mặt chút nào, buồn bã nói, Đường Tuấn dùng Ngũ Long châm pháp đánh thức thanh loan chi thể phía thần châm. Cho dù Tôn Khanh có dùng Thái Ất thần châm cũng đều thua cậu ta. Ngũ Long châm pháp thức tỉnh thanh loan chi thể, sao mà được, thanh loan chi thể muốn đánh thức được khó khăn đến mức độ nào, dựa vào thuật châm cứu Ngũ Long châm pháp thấp kém sao mà làm được. Vài vị trưởng lão nghe vậy, tức khắc cả kinh. Ngũ Long châm pháp của nhà họ Vương đương nhiên là bọn họ biết, cùng cấp bậc với tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường, sao có thể dùng nó để thức tỉnh thanh loan chi thể. Nhìn các vị trưởng lão há hốc miệng, Tôn Vân Hoa lại thở dài lần nữa. Lúc mới nghe được ngay cả ông ta đây cũng không dám tin, nói chi đến đám trưởng lão này. Đây là sự thật, Tôn Vân Hoa gần giọng nói, đây cũng là nguyên nhân tôi nhận lời khiêu chiến y thuật của Đường Tuấn. Toàn bộ dược y cốc, ngoài tôi ra chỉ sợ không có bất kỳ một ai dễ dàng thắng được y thuật của Đường Tuấn. Thanh danh của dược y cốc không thể bị hao tổn, chuyện của Đường Hạo chỉ được phép xảy ra một lần, không được có lần thứ hai. Các vị trưởng lão im lặng. Chương 578 Lời nói của Tôn Vân Hoa tuy là làm cho bọn họ có chút khó chịu nhưng cũng phải thừa nhận y thuật của Đường Tuấn. Như vậy cũng tốt, cốc chủ đã luyện đến châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm, có thể chuyển bại thành thắng. Có người Đường Tuấn cũng không là đối thủ gì với cốc chủ. Có trưởng lão nói, Tôn Vân Hoa khẽ gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài đại sảnh, Thái Ất Thần Châm đúng thật rất thần kỳ. Đáng tiếc bị thiếu châm phổ, tôi dùng gần 20 năm cũng chỉ suy diễn được châm thứ tư, còn châm thứ năm tử nhân nhúc bạch cốt trong truyền thuyết có thể nghiệm ra hay không ta cũng không có bất kỳ manh mối gì. Cốc chủ tài hoa hơn người, nghiệm ra châm thứ năm chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Có trưởng lão khen tặng nói. Tôn Vân Hoa khẽ ừ một tiếng, trong lòng lại không cho là vậy. Cho dù không có châm thứ năm này, trong thiên hạ có thể sánh vai với y thuật của tôi chỉ sợ cũng chỉ có vị phái thần châm kia thôi. Trong lòng Tôn Vân Hoa thầm nghĩ tuy là đã đồng ý thi đấu với Đường Tuấn nhưng ông ta cũng không hề để bụng tới. Năm đó ông ta còn chưa suy diễn ra châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm cũng có thể đánh bại được Đường Hạo. Bây giờ ông ta đã luyện xong châm thứ tư thì sao có thể để cháu của Đường Hạo vào mắt. Thấy Tôn Vân Hoa nhíu mày, Từ Phượng lại hiểu lầm, đứng lên, lạnh lùng nói, cốc chủ, tôi bảo đảm Đường Tuấn không thể ra khỏi dược y cốc. Dòng dõi của Đường Hạo, sau ngày hôm nay, đứt ở đây. Tôn Vân Hoa nhìn thoáng qua Từ Phượng, khẽ gật đầu. Vì đảm bảo hình tượng huy hoàng của dược y cốc, cần thiết phải có người tình nguyệt làm đau liếm máu, thay ông ta đi giết người, giết sạch những kẻ dám khiêu chiến dược y cốc, không phục tùng dược y cốc. Đây là trách nhiệm của cốc chủ dược y cốc, cũng là quyền lợi sống chết trong tay người đó. Điều này nghe có vẻ rất bất công với người khác nhưng trên thế giới này làm gì có công bằng chứ? Trung Khê San đã tiến vào thần hải, không thể cưỡng ép được ông ta, mà từ phượng là một lựa chọn không tệ chờ sau khi kết thúc thi đấu đợt này, cũng là lúc cần phải cải cách. Tay nắm của Tôn Vân Hoa hơi chặt lại, Hiệp hội Y học cổ truyền là của Dược Y Cốc chúng ta. Một tiếng sau, tại nhà chính hành y, lúc Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam cùng bước vào trong phòng, học trò, trưởng lão và cung phụng của Dược Vương Cốc đã ngồi đầy trong đấy. Vừa bước qua cửa, lập tức có hơn trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bọn họ, một nỗi áp lực vô hình cứ thế mà xuất hiện. Bị người khác nhìn như thế, bước chân của Hoa Tiểu Nam bỗng chốc dừng lại, trên mặt lộ ra nét lo sợ. Đường Tuấn thở dài, anh vốn dĩ muốn để Hoa Tiểu Nam đợi ở trong phòng, đợi anh so tài xong. Nhưng Hoa Tiểu Nam lại một mực muốn theo đến đây, không muốn rời đi dù chỉ một bước, sợ rằng sẽ không còn được gặp lại Đường Tuấn. chương 579, thằng nhãi danh ngạo mạn. Sức mạnh của cậu hơn người thì có là gì, cuối cùng cũng phải chịu chết ở nơi này. Giống như ông nội đã chết của cậu, thân danh bại liệt, trở thành một cái tên trên bia đá hành y. Ngài Tô nghĩ đến mà trong lòng hả hê. Hà Lung Linh cũng chẳng thèm liếc nhìn Đường Tuấn một cái, chỉ là có chút tiếc rẻ nhìn Hoa Tiểu Nam. Một thiếu nữ như một bông hoa lại phải đi theo Đường Tuấn chịu chết, tất cả đều là lỗi của Đường Tuấn. Tiếp theo đó là vẻ mặt phần đông học trò của Dược Vương cốc phẫn nộ, dáng vẻ như hận không thể ăn tươi nuốt sống Đường Tuấn. Nếu nơi đây không phải là nhà chính hành y vô cùng thiêng liêng, e là có không ít học trò sẽ mở miệng chửi mắng châm chọc. Sau đó sắc mặt của các vị trưởng lão, cung phụng đều trở nên không tốt. Khoảnh khắc này, Đường Tuấn nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của tất cả mọi người nơi đây. Đây là lần so tài y thuật cuối cùng trong cuộc đời cậu, hưởng thụ thật tốt vào. Môi từ phong khẽ nhúc nhích, một luồng âm thanh truyền đến tai Đường Tuấn. Đường Tuấn coi như không nghe thấy, không nhìn thẳng vào từ phong. Tôn Vân Hoa ngồi trên chiếc ghế rộng rãi giữa nhà chính hành y, giống như bậc đế vương của thời xưa được triều thần yết kiến vậy. Ông ta ngồi trên cao nhìn xuống đường Tuấn, nói, năm đó, ông nội cậu so tài y thuật với dược vương cốc bọn tôi tại nơi này, cuối cùng thua trận đánh mất một đời thanh danh. Cậu trẻ tuổi hơn ông nội cậu, thật sự không nhất thiết phải như vậy. Tôi cho cậu thêm một cơ hội, quỳ xuống, xin lỗi dược vương cốc bọn tôi, ở lại dược vương cốc làm nô dịch 10 năm, tôi sẽ để cậu đi vẻ mặt của đường Tuấn bình tĩnh nhìn Tôn Vân Hoa, nói, ông nội tôi thua y thuật, nhưng mà thứ dược vương cốc các người thua là đức của người làm y. Nếu ông và tất cả mọi người trong dược vương cốc quỳ trước mộ ông nội tôi ba ngày ba đêm để sám hối, tôi có thể lựa chọn không so đo. Thằng nhãi danh ngạo mạn, tiếng nói vừa dứt phần đông học trò cùng các trưởng lão của dược vương cốc không nhịn được lửa giận trong lòng, chỉ vào đường Tuấn chửi như tắt nước. Nếu không phải kiêng rè sức mạnh của đường Tuấn, e là đã có người thay Tôn Vân Hoa bắt giữ anh rồi. Tôn Vân Hoa lộ vẻ uất giận, nói, khẩu khí còn lớn hơn cả ông nội cậu, chỉ là không biết y thuật thế nào. So đi thì biết, Đường Tuấn thản nhiên nói, nhanh chút đi, lát nữa tôi còn muốn giết người. Tôn Vân Hoa nhìn vào mắt Từ Phong, không nói thêm gì nữa. Ông ta đứng dậy khỏi ghế, đi xuống bậc thang, cuối cùng đi tới trước mặt đám người Hà Đan Thông. Các ngươi là người cùng cậu ta vào cốc xin thuốc? Tôn Vân Hoa thuận miệng hỏi. Hà Đan Thông vội vàng gật đầu, giải thích Tôn Cốc chủ, chúng tôi chẳng có quan hệ gì với cậu ta. Chương 580 tất cả mọi người sợ ngây người. Tôn Vân Hoa xua tay, ngắt lời Hà Đan Thông, bày ra bộ dáng hiểu rõ, bệnh tình của cô ấy tôi đã biết, hôm nay tôi nhân cơ hội này thay cô ấy chữa bệnh. Cảm ơn Tôn Cốc chủ. Sắc mặt Hà Đan Thông hiện rõ nét vui mừng không thể che giấu, vội vàng chắp tay cảm ơn. Tôn Vân Hoa nhìn thoáng qua đường Tuấn, nhận lấy cây kim châm đã được khử độc từ tay học trò dược vương cốc bên cạnh, nói cây châm này chính là châm thứ tư của thái ất thần châm, dùng 20 năm nghiên cứu của tôi để đổi lấy. Một mũi châm, chị chăm bệnh, mọi người xem cho rõ đây. Ông ta cố ý nói ra như thế, đó là vì muốn cho đường Tuấn phải khiếp sợ trước trận chiến này. Tên tuổi của thái ất thần châm thì khỏi phải bàn, chỉ cần có chút kiến thức y học cổ truyền đều biết đến. Nhịp thở của các học trò và trưởng lão Dược Vương cốc lúc này cũng trở nên nặng nề hơn, chăm chú nhìn cây châm trong tay Tôn Vân Hoa không chớp mắt. Mở mang kiến thức về Thái Ất thần châm rất có ích lợi đối với việc nghiên cứu y học của bọn họ. Vẻ mặt Đường Tuấn nghiêm túc nhìn Tôn Vân Hoa. Anh từng xem Tôn Khanh thi triển Thái Ất thần châm, chỉ tiếc là Thái Ất thần châm của Tôn Khanh chỉ lĩnh hội được châm thứ nhất, hơn nữa chỉ giống nhau về hình thức nhưng hiệu quả vẫn rất kinh người. Nếu không có cơ duyên trùng hợp thì triển ngũ long châm pháp để đánh thức thanh loan chi thể, dù cho muốn thắng Tôn Khanh cũng không dễ dàng như vậy. Mà Tôn Vân Hoa thì khác. Ông ta đã đi sâu nghiên cứu thái ất thần châm hơn 20 năm nay, nếu không cũng chẳng nghiên cứu được châm thứ tư, sợ là sớm đã đạt đến trình độ cực cao, hoàn toàn đủ điều kiện để hình thần, không biết sẽ mạnh hơn Tôn Khanh gấp bao nhiêu. Chỉ thấy ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của Tôn Vân Hoa cầm lấy cây ngân châm, ngón giữa hơi giãn ra, cây ngân châm rung nhẹ tạo thành độ cong ánh mắt ông ta nhíu lại, cây ngân châm đâm vào đỉnh đầu của Hà Lung Linh, trong nháy mắt chân khí chảy ra, chảy vào trong cơ thể Hà Lung Linh. Ưm, ừ, Hà Lung Linh phát ra âm thanh đau đớn nhỏ nhẹ, hơi nhíu mày, hiển nhiên đang gắng sức kiềm chế. Hà Đan Thông đứng bên cạnh theo dõi mà kinh hoàng trong lòng, nếu người thi triển châm không phải là Tôn Vân Hoa, sợ là ông ta đã sớm lên tiếng can ngăn. Ao ao ao. Một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, mái tóc dài của Hà Lung Linh khẽ lay động theo gió rối lên, sau đó tựa như nhụy hoa rời cành, tóc của cô trượt trên cổ rơi là tả trong gió. Một cọng, hai cọng, cuối cùng là từng mảng từng mảng rơi xuống bên cạnh chân Hà Lung Linh. Chỉ trong chốc lát, mái tóc đen dài như suối của Hà Lung Linh rơi hết sạch. Đầu của cô nhẫn nhụi, phản chiếu tia sáng bên trong nội điện. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cốc chủ đang chữa bệnh hay đang cạo đầu cho cô gái này vậy? Hà Lung Linh nhìn thấy dưới chân mình vây quanh bởi tóc đen, nước mắt rơi lã trã. Hoa tiểu nam đưa tay che miệng, Hà Lung Linh vốn là một mỹ nhân, xuất thân cao quý, mang khí chất tự nhiên, đáng tiếc là đầu tóc lại trở nên nhẵn nhụi, tuy rằng khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng mà vẫn khiến cho người khác hoàn toàn có một loại cảm giác kỳ lạ. Audio điện tử võ tấn bền chương 581, cậu từng học qua thái ất thần châm. Tôn Vân Hoa thấy thế, âm thầm khẽ thở dài một tiếng, sau đó thu châm về. Tôn cốc chủ, việc này, việc này, Hà Đan Thông không biết nên mở miệng như thế nào. Tôn Vân Hoa lau mồ hôi trên thái dương, nói, bệnh của cháu gái ông đã chữa khỏi rồi. Châm thứ tư của thái ất thần châm chính là châm pháp đại tả, dụng tóc là hiện tượng bình thường. Qua một thời gian ngắn hẳn là có thể dài ra rồi. Hẳn là có thể dài ra. Vậy cũng có khả năng sẽ không thể dài lại được khóe miệng Hà Đan Thông run rẩy, vừa nghĩ đến cảnh tượng cháu gái mình từ nay về sau có thể cứ mãi chọc đầu như vậy, ông ta cảm thấy lòng đau theo từng cơn. Nhưng mà suy cho cùng bệnh của cháu gái ông đã được chữa khỏi rồi, ông ta vẫn nên cung kính hành lễ trước Tôn Vân Hoa, tỏ ý cảm ơn. Hà Lung Linh không có một nét vui sướng nào, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô là con gái, hơn nữa còn là một cô gái mang nét đẹp tuổi xuân thì, nghĩ đến dáng vẻ chọc đầu của bản thân những ngày sau, không cách nào nén được sự đau khổ, thật sự còn khó chịu hơn so với việc lấy mạng của cô. Đi kèm với lời nói của Tôn Vân Hoa, trong nội điện vang lên từng trận âm thanh nịnh hót, a du. Y thuật của cốc chủ quả nhiên tuyệt vời, châm đến đâu khỏi bệnh đến đó, không hổ danh là Thái Ất thần châm. Thế giới hôm nay, sợ rằng chẳng thể nào tìm ra được người có y thuật tốt hơn cốc chủ. Hoàng đường, đây vốn dĩ không phải châm thứ tư của Thái Ất thần châm. Trong lúc tất cả mọi người đang tâng bốc tôn vân hoa, một tiếng quát nén giận bất hòa vang lên. Người lên tiếng đương nhiên chính là Đường Tuấn. Ngoại trừ anh ra, còn ai có thể nói lời lẽ như vậy vào lúc này? Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Tôn Vân Hoa dường như không nghe rõ lời Đường Tuấn nói, ánh mắt âm trầm, thốt ra từng chữ. Ông ta nghiên cứu thái ất thần châm hơn 20 năm nay, tự nhận rằng là người có uy quyền nhất trong những người có uy quyền, Lúc này bị đánh giá trước mặt mọi người như thế, ông ta làm sao có thể chịu được. Đường Tuấn dương ánh mắt thản nhiên, không chút sợ hãi, tôi nói, một nhát châm ông sử dụng vốn không phải châm thứ tư của Thái Ất thần châm. Trong con người của Tôn Vân Hoa toát ra lửa giận, âm thanh đè nặng, hỏi cậu từng thấy qua Thái Ất thần châm. Lúc Tôn Khanh so tài với tôi đã dùng qua một lần, hôm nay là lần thứ hai nhìn thấy. Đường Tuấn trả lời. Tôn Vân Hoa tiếp tục hỏi, cậu từng học qua Thái Ất thần châm? Chưa từng, Đường Tuấn đáp. Vậy cậu có hiểu về ghi chép và phương pháp vận khí của Thái Ất Thần Trâm? Em mờ giọng của Tôn Vân Hoa cao hơn vài phần. Đường Tuấn lắc đầu, chương 582. Cậu nhóc này điên rồi sao? Dám nói ra những lời xem thường người khác như vậy, nghi ngờ Thái Ất Thần Trâm của Cốc Chủ. Chắc chắn là điên rồi, anh không nghe thấy sao? Cậu ta thừa nhận chưa từng học về Thái Ất Thần Trâm, cũng chỉ nhìn thấy được hai lần dựa vào chút hiểu biết ấy mà dám mở miệng nói lời ngung cuồng chắc chắn là điên rồi tôi còn cho rằng y thuật của anh ta rất tuyệt bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi chắc là tự thấy rằng không đọ nổi với y thuật của cốc chủ nên lấy cái cớ hoang đường này để né tránh nhất thời trong nhà chính hành y những lời trách móc và khinh thường đường tuấn lần lượt vang lên thậm chí còn có người cho rằng anh đang mượn cớ nếu không sao có thể nói ra những lời hoang đường như thế được nói sự phẫn nộ của Tôn Vân Hoa đã không còn chút che giấu nào, ép hỏi trực tiếp. Đường Tuấn nhìn quanh một vòng, trong giọng nói có chút lờ mờ sự châm chọc, cao giọng hỏi, thái ất thần châm chính là châm pháp đã thất truyền mấy trăm năm, thế tôi xin hỏi, trong dược vương cốc đã giữ lại được mấy cây châm? Tôn Vân Hoa ngẩn ra, chuyện về thái ất thần châm chính là cơ mật của dược vương cốc, nhưng lúc này đây ông ta cũng đành phải nói ra, dược vương cốc bọn tôi chỉ lưu giữ ba cây châm đầu tiên châm thứ tư này là do tôi nghiên cứu làm ra. Sự châm biếm từ khóe miệng đường Tuấn càng hiện rõ hơn, nói, nói như vậy tức là chưa từng thấy qua châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Mọi người bỗng nhiên trầm mặc, có vẻ hiểu được ý của đường Tuấn. Nếu như chẳng có ai thấy qua, lại không có ghi chép về cây châm này, ông làm sao có thể chứng minh cây châm mà ông sử dụng là châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Đường Tuấn nhìn Tôn Vân Hoa, hỏi ngược lại. Tôn Vân Hoa sửng sốt, ông ta vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ông ta vẫn luôn cảm thấy mình đã nghiên cứu hơn 20 năm, tất nhiên phải nghiên cứu được thái ất thần châm thật sự, sao có thể nghĩ đến vấn đề này. Lúc này bị đường Tuấn ép hỏi, nhất thời không thể trả lời được. Ngay cả ghi chép về thái ất thần châm cậu cũng chưa thấy qua, càng không có tư cách nghi ngờ về châm thuật của tôi. Tôn Vân Hoa cãi chảy cãi cối. Ông ta đương nhiên không chấp nhận quan điểm của Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, Thản nhiên nói, không cần, Tôn Cốc chủ quen thuộc với Thái Ất thần châm nhiều năm như vậy, tôi thực sự muốn hỏi rằng vì sao Thái Ất thần châm được xưng là phương pháp châm cứu trong truyền thuyết. Nó có điểm gì khác với những châm pháp khác? Tôn Vân Hoa quen thuộc Thái Ất thần châm đến độ không thể quen thuộc hơn nữa, dường như trả lời theo bản năng, bổ sung hay giảm bớt đều có phương, căng thẳng hay thư giãn đều có con đường của nó. Trong thuật châm cứu bình thường, hoặc là loại bỏ bệnh, hoặc là bổ thân dưỡng khí, tứ tượng châm pháp của nhà họ đường, 13 kim châm quỷ môn của quỷ y, đó là châm pháp loại trừ bệnh, ngũ long châm pháp được Vương Trọng Khang truyền lại cho đường Tuấn, chính là châm pháp bổ thân dưỡng khí. Loại trừ bệnh và bổ thân dưỡng khí giống như băng và lửa, rất khó cùng tồn tại trong thuật châm cứu. chương 583, tin tưởng tôi. Hà Lung Linh nghe đến đây, cắn chặt môi, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, suýt chút nữa là ngất đi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn Tôn Vân Hoa, lại nhìn phần tóc rơi trên đất, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Chữa bệnh mà tổn hại đến sức khỏe vốn có của người bệnh, đây mà gọi là chữa bệnh sao? Tôn Vân Hoa cũng trầm mặc theo. Cách nói của Đường Tuấn hoàn toàn kích động đến ông ta. Dược phương cốc cất giữ ba cây châm đầu tiên của Thái Ất Thần Châm. Ông ta cũng đã từng thử nó trên người mình, quả thực có đủ cả hai công hiệu loại trừ bệnh và bồi dưỡng thân thể. Tôn Vân Hoa cắn răng nói, có lẽ châm thứ tư của thái ất thần châm chỉ có để loại trừ bệnh, không có tác dụng bồi dưỡng thân thể. Đường Tuấn nhìn Tôn Vân Hoa, ánh mắt mang chút nét pha trò, nói, ha ha. Nếu thật sự là như vậy, thái ất thần châm không còn là thái ất thần châm nữa rồi. Hừ, hôm nay tôi ở đây không phải để tranh cãi thật giả của thái ất thần châm với cậu, mà là so tài. Nếu như cậu không ra tay, tôi sẽ coi như cậu thua. Tôn Vân Hoa không muốn tiếp tục tán gẫu về vấn đề này, nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Đúng vậy, nói như thể anh hiểu biết về thái ất thần châm lắm vậy, nhanh chóng so tài nào, đừng kéo dài thời gian. Học trò của Dược Vương Cốc nói một cách trào phúng. Đường Tuấn nói, đúng vậy, tôi thật sự biết về châm thứ tư của thái ất thần châm, nhưng mà là vừa mới học được thôi. Ha ha ha, trong nhà chính hành y vang lên một trận cười, trong tiếng cười tràn ngập sự châm biếm và khinh thường chỉ mới nhìn thấy hai lần lại dám nói mình hiểu biết thái ất thần châm, anh cho rằng mình là tuệ tính hay là lê hữu chắc vậy. Cốc chủ nghiên cứu nhiều năm như vậy, mới lĩnh hội được châm thứ tư. Cậu nhóc này quả thực là bốc phét quá mức rồi. Được, nếu cậu đã có hiểu biết về châm thứ tư của thái ất thần châm, vậy cậu thử phát huy xem. Nếu không phải, đừng trách tôi không khách khí. Sắc mặt của tôn vân hoa tái mét, vốn cũng chẳng thèm tin. Ông ta nghiên cứu thái ất thần châm biết bao nhiêu năm mới nghĩ ra được châm thứ tư, nếu đường Tuấn chỉ thấy qua có hai lần mà lĩnh hội được, thế chẳng phải bao nhiêu năm qua ông ta sống phí đời sao. Đường Tuấn lắc đầu, không màng đến những lời nói và tiếng cười đó. Bước đến trước người Hà Lung Linh, anh nhìn phần tóc tối đen như mực trên đất, nói tiếc cho một mái tóc đẹp như vậy. Nhưng mà không sao, vẫn có thể mọc dài ra được. Anh thực sự có thể làm cho tóc tôi dài trở lại sao? giọng nói của Hà Lung Linh run rẩy, có chút mong đợi nói. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy y thuật của Đường Tuấn vô cùng bình thường và chẳng giống ai, nhưng hiện tại lại nóng lòng mong chờ y thuật của Đường Tuấn đến vậy, làm cho tóc của cô được dài trở lại, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hà Đan thông định mở miệng định lên tiếng ngăn cản, nhưng chẳng cách nào nói nên lời. Ừm, um, Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, tin tưởng tôi. Trường 584 chỉ vậy thôi sao? Dù cho là thủ pháp hay là huyệt vị, đều giống với Tôn Vân Hoa. "Sời, tôi còn tưởng cậu ta thật sự biết về châm thứ tư của Thái Ất Thần châm. Hóa ra chỉ là tỏ vẻ, bắt chước châm pháp của cốc chủ thôi." Thật buồn cười, vừa rồi cậu ta còn nói châm pháp của cốc chủ sai nữa chứ. Nhìn thấy Đường Tuấn thi triển châm, trong lòng học trò của Dược Vương cốc bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đến Tôn Vân Hoa cũng buông bỏ được sự thấp thỏm trong lòng. Ông ta vừa rồi cũng sợ rằng Đường Tuấn biết phát huy châm thứ tư kia vậy thì thể diện của ông ta và dược vương cốc để đâu được nữa chỉ vậy thôi sao người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi chỉ biết lợi hại mỗi cái miệng tôn vân hoa nghĩ trong lòng xoay người muốn quay về ghế ngồi nghỉ ngơi nhưng chính vào lúc này phần đông học trò của dược vương cốc đột nhiên trừng mắt tròn xoe vẻ mặt như không dám tin tôn vân hoa cứng người bất thình lình quay đầu lại sau đó không thể nói nên lời chỉ thấy trên phần đầu của không có lấy một sợi tóc chân nhẫn của Hà Lung Linh vậy mà lại bắt đầu mọc dày đặc những sợi tóc nhỏ. Những sợi tóc ban đầu còn rất mảnh, có màu đen bóng, như tóc của trẻ sơ sinh. Nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, tóc mọc ra rất nhanh, nhanh chóng trở thành một mái tóc ngắn ngang tai, sau đó là ngang vai, rồi đến thắt lưng, đen và dài thẳng tắp. Không chỉ có thế, Tôn Vân Hoa vừa rồi thi triển châm đã làm tổn thương đến sức khỏe ban đầu của Hà Lung Linh, khiến cho sắc mặt cô tái nhợt đi lúc này sắc mặt nhợt nhạt ấy đã dần hiện ra màu hồng nhạt của sự khỏe mạnh, làn da dường như cũng trở nên mịn màng và bóng loáng. Trong nhà chính hành y, nhất thời yên lặng đến nỗi tiếng châm rơi cũng nghe được. Châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm, trải qua ngàn năm, lần nữa lại xuất hiện. Xì xào xì sạc, Tôn Vân Hoa nuốt nước miếng một cách khó khăn, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, ông ta vẫn như thế, không nói nên lời tất cả lời nói trước sự thật đanh thép này, hiển nhiên đều vô hiệu. Mái tóc dài của Hà Lung Linh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, sắc mặt hồng hào trở lại, lấy lại tư thái thướt tha như liễu trước đây. Thậm chí cô còn cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng hơn nhiều, trước nay chưa từng có sự nhẹ nhõm này. Lúc này đường Tuấn mới chậm rãi thu châm về, khóe miệng hiện ra ý cười. Lúc cây châm này châm xuống, đồng nghĩa với việc tinh thần và thể xác của Hà Lung Linh được phục hồi, đợi sau khi điều dưỡng khỏe lại, Sức khỏe của cô thậm chí còn có thể hơn cả vận động viên quốc gia. Bệnh của cô đã khỏi hoàn toàn rồi, những bệnh ngầm trước đây cũng đã được loại trừ." Đường Tuấn chậm rãi nói. Hà Lung Linh nhất thời vui mừng quá đỗi, nhìn Đường Tuấn, trong chốc lát cũng không biết phải nói gì. Hà Đan Thông cũng thế, vẻ mặt phức tạp. Chương 585 châm thứ tư cuối cùng là như thế nào? Đúng vậy, rõ ràng là cốc chủ chữa bệnh cho cô ấy trước, dựa vào cái gì mà nói đây là công lao của cậu. Một số ít học trò của Dược Vương Cốc lên tiếng phụ hoa nói theo. Nghe thấy những lời mặn lời nhạt ấy, Đường Tuấn cũng cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn thấy Tôn Vân Hoa, thản nhiên nói Tôn Cốc Chủ, thấy sao nào. Ánh mắt Tôn Vân Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn, bàn tay nắm tay rồi lại nới lỏng, cắn răng nói cậu học trộm thái ất thần châm ở đâu. Tiếng nói vừa dứt tất cả đều rơi vào tĩnh mịch. Ngay cả Tôn Vân Hoa cũng thừa nhận Đường Tuấn sử dụng thái ất thần châm, vậy thì bọn họ còn nói gì được nữa. Ngài Tô nắm chặt tay thành đấm, ánh mắt ngập tràn sự không cam lòng, cậu thắng thật rồi. Học trộm, Đường Tuấn lắc đầu, cười khẩy nói thái ất thần châm cũng không phải thuộc sở hữu của Dược Vương Cốc, sao lại nói rằng tôi học trộm được. Ở nhà họ Vương, anh lần đầu chứng kiến Tôn Khanh sử dụng thái ất thần châm. Tôn Khanh làm chỉ có hình thức chứ không có thần hồn, lúc ấy Đường Tuấn chỉ tiếp xúc được thôi. Lần thứ hai, Tôn Vân Hoa sử dụng thái ất thần châm, tinh thần của Đường Tuấn đã đắm chìm vào, có thể so sánh với cao thủ của cảnh giới thần hải. Thủ pháp và cách thức vận khí của thái ất thần châm mà Tôn Linh Lan sử dụng, dưới tinh thần lực mạnh mẽ của ông ta, bắt đầu phân tích từng chút một. Hơn nữa bản thân anh cũng có tu vi trong y đạo đạt đến thành tựu cực cao, bản thân là người nhà họ đường, quỷ y, sở trường ba đời nhà họ vương, hai người phối hợp, đối với anh, thái ất thần châm không còn là bí mật nữa sắc mặt tôn vân hoa khó coi, nhưng không thể không thừa nhận. Thái ất thần châm quả thực không phải là vật tư hữu của dược vương cốc, chính xác thì đường tuấn hoàn toàn không hề học trộm. Nhưng ông ta chẳng cách nào nghĩ thông suốt được việc đường tuấn chỉ nhìn thấy thái ất thần châm hai lần, lại thi triển được châm thứ tư hoàn hảo hơn ông ta. Châm thứ tư cuối cùng là như thế nào? Nói cho tôi biết, hơn cả thắng thua, Tôn Vân Hoa quan tâm hơn đến cách đường Tuấn thi triển châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Đến cuối cùng ông ta vẫn muốn dùng sức lực cả đời để nghiên cứu được thái ất thần châm, nhưng nghiên cứu 20 năm qua lại phát hiện bản thân đi chệch hướng rồi. Nếu dược phương cốc có thể đạt được châm thứ tư, vậy thì tên tuổi uy danh sẽ thăng thêm một bậc, vượt qua phái thần châm. Đường Tuấn lắc đầu, nói, nếu ông hỏi với lời lẽ tốt đẹp, tôi nói cho ông cũng không sao. Nhưng kiểu thái độ này của ông, thái ất thần châm mà giao cho ông thì càng nhiều người gặp họa. Tôn Vân Hoa ngẩn người, con người đầy sát ý, giống y như bản chất. Thái ất thần châm được xem là châm pháp lợi hại nhất của Dược Vương Cốc, là át chủ bài sau cùng, ông ta tuyệt đối không cho phép người nào khác nắm giữ thuật châm cứu này. Đường Tuấn hôm nay nhất định phải nói ra, không nói cũng phải nói. Từ cung phục, Đường Tuấn học trộm thuật châm cứu của Dược Vương Cốc, chịu tội như thế nào? Tôn Vân Hoa đột nhiên hỏi. Em mờ thanh của từ phong lạnh lẽo, giết. Tôn Vân Hoa gật đầu, nói, nể việc cậu ta là người cung nghề y học cổ truyền, tha cho cậu ta một cái mạng, đưa cậu ta giam cầm trong quốc 20 năm để cảnh cáo. Ngữ khí của ông ta cực kỳ giống đế vương ra lệnh trong thời cổ đại, kiên quyết đổ tội cho đường tuấn cả gan học trộm y thuật, rồi để cho tử phong đứng ra, ra tay ngay tại chỗ. Audio điện tử võ tấn bền chương 586 xin người tha cho cô ấy. Y học cổ truyền coi trọng nhất là việc kế thừa, học trộm y thuật là điều tối kỵ. Tôn Vân Hoa này cứ vậy mà chụp mũ, rõ ràng đây là âm mưu. Phần đông sắc mặt học trò của Dương Vương Cốc khẽ thay đổi, bọn họ lúc này hiển nhiên hiểu được Tôn Vân Hoa muốn làm gì, việc học trộm y thuật chỉ là mượn cớ, cái ông ta muốn là châm thứ tư của Thái Ất Thần châm từ Đường Tuấn. Bọn họ nhìn Tôn Vân Hoa, trong lòng vô cùng suy nghĩ, nhưng không ai chủ động lên tiếng. Ngay cả một trận đấu cũng thua thì thôi đi. Đằng này còn muốn âm mưu dùng thủ đoạn ép hỏi y thuật. Đây là Dược Vương Cốc mà bọn họ hết sức tự hào trong mấy ngàn năm qua sao. Người bình thường thì không có tội, nhưng vì trong người mang theo ngọc mà thành có tội. Hà Đan thông thay cháu gái Hà lung linh lên tiếng, thấp giọng nói. Ha ha, ngài tô cười lạnh. Vâng, Cốc Chủ, nhị cung phụng từ phong tiến lên trước một bước, nhìn chăm chăm vào đường tuấn, dám học trộm y thuật của Dược Vương Cốc may là cốc chủ khoan dung, tha cho cậu một mạng. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống, tôi có thể giảm bớt sự đau đớn cho cậu. Đường Tuấn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tôn Vân Hoa và Từ Phong, cười khẩy nói, không thể tưởng tượng được Dược Vương Cốc không biết xấu hổ tới mức độ này. Từ Phong, giữ lấy cậu ta, Tôn Vân Hoa vung tay. Từ Phong nhe răng cười một tiếng, cơ thể vừa động đậy, lập tức bổ nhào về hướng của Đường Tuấn. Đường Tuấn lùi lại, phụt ra phía ngoài của nhà chính hành y không như những gì đã mưu tính, từ phong cười lạnh một tiếng, thằng nhóc họ đường kia, cậu trốn không thoát đâu. Em mờ thanh vẫn còn vang lại trong nhà chính hành y, ông ta đã đuổi theo đường tuấn nhanh như tên bắn. Hai chân ông ta không chạm đất, dẫm trên không chung, dẫm đạp không ngừng, tốc độ cực nhanh. Chân đạp hư không, phó đạo của nhị cung phụng lại tinh thông hơn rồi, cách thần hải chỉ còn một bước nữa thôi. Thị lực của trưởng lão cung phụng vô cùng cao siêu, đứng trong sân, nhìn thấy động tác của Từ Phong, nhất thời nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc họ đường kia thiệt thòi rồi, Tu Vi chỉ đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ, tuyệt đối không thể là đối thủ của nhị cung phụng. Hừ, dám dương oai trong dược vương cốc, cũng không cân nhắc về trọng lượng của mình. Đây là đúng người đúng tội. Cốc chủ, cô gái kia xử lý thế nào? Lúc này, có người hướng ánh mắt về phía hoa tiểu nam đứng chờ trọi giữa sân, ánh mắt lạnh lẽo. Tôn cốc chủ, Tiểu Nam và Đường Tuấn không phải là anh em ruột, xin người tha cho cô ấy." Hà Lung Linh cuối cùng cũng lên tiếng. "Chương 587, hôm nay tôi muốn báo thù cho ông nội." Mấy cung phụng gật đầu, "Đi tới cô gái, nếu muốn trách thì hãy trách anh Đường kia của cô không biết điều." Người không biết điều chính là chúng bây đó. Đúng ngay lúc này, một tiếng quát từ bên ngoài nhà chính hành y truyền vào. Ngay sau đó, Mấy cung phụng đang túm lấy Hoa Tiểu Nam kia đều bị ngã bay ra miệng hộp máu, ngã xuống đất. Trung Khê San, muốn làm gì? Tôn Vân Hoa thấy thế quá to. Một luồng gió vút qua, Trung Khê San giữ hai tay của Hoa Tiểu Nam bảo vệ trước người mình. Ông ta nói với Hoa Tiểu Nam, hôm nay có tôi đây, cô sẽ không sao. Ông ta quay đầu nhìn Tôn Vân Hoa, nói, Đường Tuấn và Từ Phong đấu đá, tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng mà cô gái này tôi chắc chắn sẽ bảo vệ. Tôn Vân Hoa cắn răng nói, Trung Khê San, đừng quên ông chính là đại cung phụng của dược vương cốc trung khê san lạnh lùng nói nếu tôi quên thật ông đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi ông con người tôn vân hoa căm hận cũng không dám ép buộc trung khê san nữa những cung phụng trưởng lão khác đều không dám tiến đến phía trước đại cung phụng trung khê san đạt đến tu vi cảnh giới thần hải còn mạnh và đáng sợ hơn gấp mấy lần nếu so với nhị cung phụng không phải là người bọn họ có thể địch nổi đương tuấn anh nhất định phải thắng đấy tôi chỉ có thể làm đến đây. Trung Khê San nhìn ra phía ngoài của nhà chính hành y, nói trong sự chờ đợi. Bên ngoài quảng trường khổng lồ của nhà chính hành y, Đường Tuấn đứng đối mặt nhau với Tử Phượng, trùng đụng nhau trong vô hình. Tử Phượng nắm trong tay chuôi trường kiếm thanh phong dài 3 mét, chĩa về Đường Tuấn, hôm nay tôi phải giết cậu để tế kiếm. Hai chân ông ta cách mặt đất 3 mét, thân thể vững vàng đứng trong hư không, tay cầm trường kiếm, tựa như tiên kiếm. Nhách miệng lên nở nụ cười lạnh lùng, Hai Hước nhìn đường Tuấn, tôi chỉ cách một bước nữa là đến cảnh giới thần hải, trong vòng 10 năm nhất định tiến tới được. Đây hết thảy nói đến còn nhờ vào ông nội cậu cùng Chung Khê San. Trước đây Dược Y Cốc muốn ông ta động thủ, ông ta lại giả nhân giả nghĩa, cuối cùng ra tay từ chỗ tôi, bởi vậy tôi mới lấy được một cuốn sách xưa mà Dược Y Cốc cất giấu, tu vi tăng tiến. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, cậu lại còn đi tìm cái chết, ha ha, người nhà họ Đường các cậu thực sự là phúc tinh của tôi tính mạng của cậu tôi nhận, coi như là sớm cung chúc tôi nhanh tăng thành thần hải. Trường kiếm trong tay từ phượng phát ra thanh âm ong ong, tựa như đối với trận chiến sắp tới thập phần hưng phấn. Đường Tuấn lắc đầu, không sợ chút nào, hôm nay tôi muốn báo thù cho ông nội. Từ phượng nghe xong liền bật cười, đứng trong hư không chỉ thượng nhìn đường Tuấn, châm chọc nói, chỉ dựa vào tu vi của cậu mới ở cảnh giới chân khí. Tôi đã lĩnh ngộ bí cảnh nên vô dụng thôi, tôi là bất khả chiến bại nếu cậu muốn đấu, ngay cả tóc của tôi, cậu thậm chí không thể chạm vào. Dẫm lên hư không khó làm lắm sao? Đường Tuấn vừa cất bước vừa nói, bước chân này không tiếp đất, mà bước vào khoảng không, như thể có những bậc đá vô hình nâng đỡ anh. chương 588 Đường Tuấn làm sao là đối thủ của người? Vốn dĩ ông ta muốn bắt Đường Tuấn, nhưng hiện tại lại cảm thấy phiền phức và áp lực. Khả năng dẫm lên hư không của Đường Tuấn cho thấy tu vi của anh cũng cách cảnh giới thần hải không xa loại tu luyện này đã có thể đe dọa tính mạng của Từ Phượng. Bên dưới, tất cả mọi người ở Dược Y Cốc, đứng đầu là Tôn Vân Hoa, nhìn thấy cảnh này, cũng ngửa đầu há hốc mồm, càng kinh ngạc hơn. Cậu thực sự đã tu luyện võ công đến trình độ cao như vậy. Tôn Vân Hoa nghiến răng nói, ông ta cũng là một tu sĩ y thuật, ông ta hiểu khó khăn như thế nào để đạt được tới bước này. Với sự hỗ trợ của Dược Y Cốc, ông ta hầu như không cần tốn công trong việc tu luyện. Từ Phượng Thủ tiêu cậu ta, Tôn Vân Hoa hét vào mặt Từ Phượng. Mối đe dọa này khủng khiếp đến mức Tôn Vân Hoa cảm thấy bất lực ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhìn đường Tuấn từng bước từng bước đi tới, Ngài Từ đã tái mặt vì sợ hãi, như thể bị búa đập, đầu óc choáng váng. Làm sao cậu ta có thể mạnh mẽ như vậy? Ngài Từ bất đắc dĩ giống lên. Lúc này, một cung điện bên ngoài cách nhà chính đường Y vài trăm mét, một đệ tử của Dược Y Cốc đang cung kính đứng. Giang giác cổng cung điện mở ra. Một bóng người từ từ xuất hiện, một sự dung cảm mạnh mẽ khiến cho đệ tử dược y cốc này phải lùi bước hết lần này đến lần khác. Thiếu cốc chủ, ngài đột phá rồi, đệ tử không khỏi kinh ngạc, vui mừng nhìn người bước ra khỏi cửa thành. Người bước ra khỏi cổng là thiếu cốc chủ của dược y cốc, Tôn Khanh, anh ta từ từ chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ diễu cợt, đường tuấn, nhờ có anh. Nếu không, tôi sẽ không thể đột phá đến cảnh giới chân khí sau cuộc thi tài với đường tuấn dưới sự kích thích của cô cơ và đường tuần tôn khanh vừa về đã bế quan lần này rốt cuộc cũng đột phá cảnh giới chân khí lần trước anh ta dám bày ra sát khí với mình anh ta thật đáng chết lần này đến lượt mình giết anh ta tôn khanh trong lòng thầm nghĩ sẽ giết đường tuấn như thế nào để trả lại mối hận trước đây đường tuấn đâu tôn khanh hỏi đệ tử của dược y cốc lắc đầu nói anh ta đã thỏa thuận đánh cược với cốc chủ để kiểm tra y thuật ở nhà chính hành y đệ tử đến đón thiếu cốc chủ xuất quan, nên không biết tình hình cụ thể. Tôn Khanh diễu cợt, cha tôi đã học được thức thứ tư của Thái Ất Thần Trâm, đường Tuấn làm sao là đối thủ của người. Thiếu cốc chủ, đó là cái gì? Đệ tử đột ngột hỏi, chỉ vào hai điểm đen nhỏ trên bầu trời. chương 589 còn chưa kết thúc. Đường Tuấn, làm sao có khả năng? Tu vi của anh ta không phải mới ở cảnh giới chân khí sao? Tôn Khanh đột nhiên hét lên một tiếng, cảm thấy điên cuồng chân khí toàn thân toát ra không thể kiểm soát, trực tiếp đánh bay đệ tử dược y cốc. Không thể, nhất định là ảo giác, Tôn Khanh lắc đầu dữ dội, trong mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khiến anh ta chán ghét. Anh ta như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu, trong lòng lạnh lẽo tuyệt vọng. Anh ta bước ra ngoài với niềm tự hào, nghĩ đến niềm khoái cảm sau khi trả thù. Nhưng hiện tại anh ta phát hiện khoảng cách giữa anh ta và Đường Tuấn càng ngày càng lớn, một trời một vực điều này trực tiếp dập tắt ý nghĩ muốn báo thù của anh ta bên ngoài nhà chính hành y sự yên lặng trải qua trong giây lát sau đó từ phương ra tay luôn dẫm hai chân vào khoảng không lập tức vượt qua khoảng cách mấy chục mét dùng kiếm chém về phía đầu đường tuấn kiếm khí nồng đậm làm người khác khiếp đảm đối mặt với thanh kiếm này đường tuấn không tránh được cho dù muốn tránh cũng tránh không được trung khê san đã trả giá đắt để luyện chế thân thể cho anh việc này cũng không chỉ cho anh đột phá tâm cảnh đồng thời để anh luyện chế ra một thể chất cường tráng đây cũng là lý do anh có thể bước đi trên hư không dường như thiên địa nguyên khí và anh dường như hòa làm một có thể nói con đường đến với võ thuật của đường tuấn từ nay sẽ thuận buồm xuôi gió thậm chí còn suôn sẻ hơn cả cô cơ đã đánh thức thanh loan chi thể thân thể đường tuấn hơi nghiêng sang một bên mặt đối mặt với kiếm của từ phượng đồng thời dùng nắm đấm đập vào ngực ông ta anh thực sự đã lên kế hoạch sử dụng cơ thể phàm trần của mình để chống lại thanh kiếm của Từ Phượng. Lấy việc mình bị thương đổi việc ông ta bị thương. Đúng là tự tìm cái chết, Từ Phượng hừ lạnh một tiếng, cậu không biết như thế này bản thân sẽ gặp nguy hiểm sao? Nắm đấm của cậu vẫn chưa đánh được lên tôi, tôi đã trẻ cậu ra làm đôi rồi. Kiếm rơi xuống, vang lên thanh thúy. Thanh trường kiếm chém lên vai Đường Tuấn, phát ra tiếng va chạm thanh trường kiếm phong lợi vô thất sắc bén kia chỉ cắt qua da thịt của đường Tuấn, sau đó cũng không thể tiến thêm một tí nào vào xương cốt của anh. Vết thương này đối với bất kỳ cao thủ tông sư nào đều hoàn toàn không mảy may. Không ổn, nội tâm từ phượng vang lên tiếng cảnh báo, nhưng mà đã quá muộn. Nắm đấm của đường Tuấn đã đánh vào ngực ông ta một tiếng, bụp. Giác, chương 590 đáng tiếc không có nếu như. Cú đấm này là của bác sĩ đồng y bị ông giết chết. Bùm. Cú đấm này là của nhà họ đường của tôi. Bùm. Cú đấm này là của bản thân tôi. Năm cú đấm liên tiếp, mỗi một cú đấm dữ dội vang lên, âm thanh như tiếng pháo mùa xuân, vang dội toàn bộ không trung dược y cốc. Đường Tuấn lúc này như biến thành một con thú, cho người ta cảm giác hung bạo không gì sánh được. Những người ở phía dưới dược y cốc gần như muốn ngất đi, muốn tỉnh lại sau cơn ác mộng này. Người mạnh thứ hai ở dược y cốc, được cho là thiên tài sắp tiến vào cảnh giới thần hải đã bị đánh bại thậm chí không có sức để phản kháng đây không phải là một cơn ác mộng chứ là gì bùm một quyền cuối cùng của đường tuấn đánh vào trên ngực từ phượng cả người ông ta giống như đạn pháo rơi xuống từ không trung đập vào cái bàn đá xanh gần đó tạo thành một cái hố sâu hóm đáng sợ bịch thanh trường kiếm thanh phong kia cũng rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh giòn vang Đường Tuấn nhìn cả người từ phượng mềm như bùn nhão nằm liệt trên mặt đất, lúc này mới đạp lên hư không chậm rãi đi xuống. Sau khi đáp xuống bên cạnh từ phượng, đường Tuấn khom người ngồi xổm nhìn ông ta. Trên ngực từ phượng bị lõm vào một cái lỗ sâu rộng bằng nắm tay, trái tim trong lòng ngực đã bị quyền thứ ba kia đánh nát. Lúc này còn sống hoàn toàn là do sức sống mãnh liệt và không cam trong lòng từ phượng chống đỡ. Trước kia ông đánh trọng thương ông nội của tôi thì nên sớm biết bản thân sẽ có một ngày này. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Từ phượng gian khổ ngẩng đầu lên, trong mắt đều là vẻ không cam lòng, âm thanh yếu ớt từ sâu trong cổ họng ông ta phát ra, tôi chỉ hận không thể giết sạch cả nhà họ đường của cậu, cũng giết luôn thằng láo tuét cậu. Nếu như biết sẽ có cục diện ngày hôm nay, trước kia ông ta nhất định đã rời khỏi dược y cốc giết hết đám người nhà họ đường kia. Đáng tiếc không có nếu như, cho nên ông ta chỉ có thể chấp nhận cái chết. Giống như hôm nay, nếu như ông ta nghiêm túc đối với trận đấu này thêm chút nữa, tuyệt đối sẽ không phải thua một cách thảm hại như thế. Mọi chuyện trên đời này đều là ngẫu nhiên mà đến, có ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Audio điện tử võ tấn bền chương 591, chẳng lẽ anh còn muốn diệt cả dược y cốc của tôi? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, một chân đặt trên thái dương từ phượng hung hăng đạp xuống, mãi đến khi tiếng hít thở yếu ớt đó hoàn toàn biến mất trong không khí anh nhìn đám người dược y cốc đang đứng xung quanh một lượt trên mặt lộ ra ý cười vui vẻ chỉ là trong mắt của đám người dược y cốc thì nụ cười này lại vô cùng dữ tợn đến tận bây giờ dược y cốc đều tự nhận hơn người một bậc có quyền định đoạt sống chết của tất cả mọi người nhưng bây giờ vị trí đã bị đảo ngược bọn chúng dường như đã trở thành con mồi dưới móng vuốt của đường tuấn không thể tự mình quyết định sống chết của bản thân ông nội ông có thấy không con đã báo được thâm thù cho ông." Đường Tuấn nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút ướt át. Trong lòng các học trò Dược Y Cốc và đám trưởng lão, cung phụng cũng một mảnh lạnh buốt, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Gần như bọn chúng đã hoàn toàn tuyệt vọng, thật sự không ngờ Đường Tuấn lại lớn mạnh như thế, trong năm quyền đã giết chết hai vị trưởng lão trong cốc, còn ai có thể là đối thủ của anh nữa chứ? Cũng không ai dám mở miệng chọc giận Đường Tuấn nữa, lúc này Tôn Khanh cũng đã đi tới sân đấu đang nắm chặt tay đứng bên cạnh Tôn Vân Hoa, cũng không dám mở miệng nói lời nào. Đường Tuấn, đủ chưa? Cậu đã giết hai vị trưởng lão của dược y cốc chúng tôi, trò hề này cũng nên kết thúc rồi chứ. Hai mắt Tôn Vân Hoa đỏ bừng, giống như một con thú giữ sắp lâm vào điên cuồng. Không đủ, bao nhiêu đây làm sao đủ? Em mờ thanh đường Tuấn lạnh lùng. Nếu không phải đường hạo đột nhiên chết đi, nhà họ đường cũng sẽ không phát sinh biến cố lớn như vậy, cha mẹ anh cũng không phải chết, em gái anh cũng sẽ không rõ tung tích đến tận bây giờ. Chẳng lẽ anh còn muốn diệt cả dược y cốc của tôi? Tôn Vân Hoa quát lên, dược y cốc bọn tôi là trụ cột quan trọng của y học, nếu cậu dám làm như thế, chính là tội đồ của toàn bộ ngành y học cổ truyền. Trụ cột quan trọng, tội đồ của toàn bộ ngành y học cổ truyền, nực cười, đường tuấn diễu cợt một tiếng, nói, lúc trước đòi đánh đòi giết tôi, bây giờ lại muốn chụp mũ lên đầu tôi à? Có tin nếu ông dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ lập tức xiết sạch cả nhà họ Tôn mấy người hay không?" Cậu, Tôn Vân Hoa kinh hãi, nhìn thi thể Từ Phượng nằm trên mặt đất đang dần dần lạnh lẽo, cuối cùng cũng đã hiểu rõ Đường Tuấn trước mặt không phải là Đường Hạo Tâm tính thiện lương kia, mà anh chính là một kẻ hung hãn với giá trị vũ lực vô cùng mạnh mẽ. "Vậy cậu muốn thế nào?" Cuối cùng Tôn Vân Hoa cũng có muốn ý thỏa hiệp. Ánh mắt Đường Tuấn lập loè, bên trong lưu chuyển toàn là sát ý. "Đường Tuấn" Được rồi, từ phượng đã chết, nếu cậu tiếp tục động thủ, e rằng lão già kia sẽ không ngồi yên không để ý đến đâu. Một tiếng thở dài truyền từ nhà chính hành y, Trung Khê San dẫn theo hoa tiểu nam đi ra. chương 592, tôi sẽ về nhanh thôi. Tôn Vân Hoa khẽ giật mình, có chút oán hận nhìn Trung Khê San. Nếu vừa rồi ông ta ra tay tương trợ, thì từ phượng hoàn toàn sẽ không phải chết, mọi chuyện cũng sẽ không đi tới nước này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tôn Vân Hoa cũng không dám biểu hiện chút bất mãn nào ra ngoài. Từ phượng đã chết, sau này còn rất nhiều việc cần nhờ đến vị cao thủ cảnh giới thần hải là Trung Khê San này. Tôi sẽ cho cậu cỏ băng phách, Tôn Vân Hoa cắn răng nói. Loại dược liệu như cỏ băng phách này là loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, trên trời dưới đất không thể nào tìm được cây thứ hai, là kỳ chân dị bảo chân chính trên đời, cũng là bảo vật chân gốc của dược y cốc. Nhưng lần này lại không thể không chắp tay đưa ra ngoài, làm sao ông ta không đau lòng cho được. Đường Tuấn gật đầu, chế diễu nói, bia hành y gì đó đâu. Tôn Vân Hoa khẽ giật mình, bia hành y chính là một trong số những ký hiệu của dược y cốc, chẳng lẽ thật sự không thể nào lập lại được sao? Nếu vậy trăm năm sau, còn có ai nhớ được những cống hiến của dược y cốc đối với y học cổ truyền nữa chứ? Hừ, chẳng lẽ các người còn muốn dựng lại bia hành y sao? Có phải đợi sau khi tôi rời khỏi đây, thì tôi cũng sẽ trở thành một kẻ thất bại thảm hại dưới tay dược y cốc được khắc lại trên bia hành y. Em mờ thanh đường Tuấn dần dần lạnh đi. Tôn Vân Hoa cố gắng giải thích, trên bia hành y ghi lại lịch sử của dược y cốc cùng với tiến trình phát triển của y học cổ truyền, tuyệt đối không thể hủy. Xuyên Tạc chân tướng sự việc, đây cũng là lịch sử phát triển của dược y cốc sao? Đường Tuấn cũng không có ý định nhân nhượng đối phương. Sắc mặt Tôn Vân Hoa vô cùng khó coi, nhưng cũng không có cách nào phản bác lại vì muốn duy trì mặt mũi và danh dự của dược y cốc bọn chúng nhất định phải thay đổi nội dung ghi trên bia hành y tôn vân hoa đột nhiên hỏi đường tuấn chẳng lẽ cậu không muốn biết tại sao lúc trước ông nội cậu lại đến dược y cốc sao tại sao dược y cốc bọn tôi lại muốn hợp thể tất cả sức mạnh của y học cổ truyền ồ đường tuấn nhíu mày tại sao tôn vân hoa thở dài đi theo tôi tôi dẫn cậu đến một nơi cha chẳng lẽ cha muốn mang anh ta đến đó sao Đường Tuấn chỉ là một kẻ từ bên ngoài tới mà thôi. Tôn Khanh nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Vân Hoa, sững sờ một lát rồi chợt hốt hoảng nói. Tôn Vân Hoa quát mắng, chẳng lẽ con muốn để dược y cốc chúng ta tuyệt diệt sao? Tôn Khanh trầm mặc, tất cả mọi người đều giải tán đi. Tôn Vân Hoa nói vài câu với mấy vị trưởng lão bên cạnh, tiếp đó xoay người đi sâu vào trung tâm dược y cốc. chương 593, là thuật bà mo của dân tộc mèo sao? Trung Khê San ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút âm trầm, lẩm bẩm nói, "Đường Hạo, ông có thấy không? Bọn chúng thua rồi, ông có một đứa cháu trai rất tốt." Dược Y Cốc rất lớn rất hoành tráng, đây là ấn tượng đầu tiên của Đường Tuấn khi tiến vào Dược Y Cốc. Nhưng bây giờ, tất cả cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác xa ấn tượng ban đầu của anh. Anh đi theo Tôn Vân Hoa khoảng gần nửa tiếng, những quần thể kiến trúc nguy nga tráng lệ thuộc về Dược Y Cốc đã sớm lùi lại phía sau bọn họ trước mắt anh chỉ có một mảnh hoang vu cỏ cây khô héo cằn cỗi gần như không nhìn thấy một chút màu xanh nào của sự sống ngay cả không khí ở đây hình như cũng mang theo một loại mùi vị khiến người ta buồn nôn càng khiến người khác sợ hãi chính là từng hàng từng hàng bia mộ bằng đá được dựng lên ngay trên mảnh đất hoang vu đến đáng sợ này những mộ bia này rõ ràng là đã được lập ra rất lâu rồi có một vài tấm bia đã xuất hiện tình trạng phong hóa bị năm tháng ăn mòn không còn giống với hình dạng ban đầu trên bia mộ được khắc rất nhiều cái tên, có họ tôn, cũng có họ cao, gần như tất cả dòng họ mà Đường Tuấn có thể biết tới đều tìm thấy ở đây. Liếc mắt nhìn lại, cả một ngọn núi nhỏ gần như bị bia mộ bao trùm, đây quả thật là một ngọn núi chết chân chân chính chính. Đường Tuấn có chút kinh hãi nhíu chặt lông mày, không biết Tôn Vân Hoa dẫn anh tới nơi này để làm gì. Bỗng nhiên, Tôn Vân Hoa dừng bước, trong mắt vị chủ nhân không ai bì nổi của dược y cốc thế mà lại lộ ra vẻ đau thương. Cậu có biết kế hoạch ban đầu mà Dược Y Cốc và Phái Thần châm lập ra là gì không?" Tôn Vân Hoa hỏi. "Muốn giữ lại đường lui của y học cổ truyền, không để nó bị duyệt tiệt theo thời gian." Đường Tuấn nói. Tôn Vân Hoa gật đầu, nói, "Ngàn năm trước, y học hiện đại còn chưa được truyền bá vào Việt Nam, y học cổ truyền là lĩnh vực y học chính thống duy nhất của nước ta, có thể nói là cực kỳ hưng thịnh. Vậy cậu có từng nghĩ tới chưa trong tình huống hưng thịnh thế kia tại Tại sao những người thế hệ còn muốn lưu lại đường lui cho y học cổ truyền? Đường Tuấn khẽ giật mình, thật sự là anh không nghĩ tới vấn đề này. Có âm thì có dương, có ánh sáng thì cũng có bóng tối. Tôn Vân Hoa cảm thán nói, cậu có từng nghe tới bà mo chưa? Đường Tuấn nhíu mày, là thuật bà mo của dân tộc mèo sao? Tôn Vân Hoa lắc đầu, nói thuật bà mo của dân tộc mèo là một trong số những nhánh nhỏ của y học cổ truyền, cũng không phải là bà mo chân chính. Tôi nói nói đến chính là thuật bà mo giống với y học cổ truyền, đều nắm giữ một hệ thống được truyền thừa từ hàng ngàn năm trước, nói chính xác hơn một chút thì là thuật bà mo độc ác. Y học cổ truyền cứu người, thuật bà mo hại người. Chẳng lẽ dược y cốc và phái thần châm được sáng tạo ra để chống lại thế lực của thuật bà mo sao? Đường Tuấn Kinh nghi nói. Tôn Vân Hoa trả lời, không sai, trước kia thuật bà mo luôn là muốn làm gì thì làm, hoành hành khắp nơi giết hại mọi người và những người sùng bái y học cổ truyền. Cuối cùng những người thế hệ trước của y học cổ truyền chỉ có thể liên hợp lại với nhau, sáng lập ra ba môn phái của y học cổ truyền để tự bảo vệ. Những bia mộ trên ngọn núi này đều là tổ tiên tiền bối của dược y cốc tôi đã hy sinh khi đối phó với thuật bà Mo. Đường Tuấn đang muốn nói gì đó, thì trong đầu chợt có chút ánh sáng thoáng qua, thất thanh nói, ba môn phái. Không phải chỉ có phái thần châm và dược y cốc sao? Phái thần châm và dược y khốc là hai môn phái y học cổ truyền duy nhất, đây là hiểu biết chung của y học cổ truyền. Nhưng bây giờ theo ý của Tôn Vân Hoa, vẫn còn phái thứ ba. Việc này làm sao khiến anh không kinh hãi cho được. chương 594, ông ấy chính là trưởng môn cuối cùng của Thánh Thủ Tông. Năm đó Thánh Thủ Tông chính là do tổ tiên nhà họ đường cậu quản lý, khi thế có một không hai, dòng chính của vu độc dưới sự liên thủ của ba nhà chúng ta liên tục bại lui, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tôn Vân Hoa để lộ vẻ mặt mơ ước, giống như có thể xuyên qua trời rộng sông dài và thời gian đằng đẵng để ngắm nhìn thời điểm huy hoàng nhất của y học cổ truyền. Vậy tại sao bây giờ lại không nghe ai nhắc về Thánh Thủ tông? Ngay cả tôi thân là hậu nhân nhà họ Đường mà cũng không biết chút gì cả. Đường Tuấn chất vấn, đối với những chuyện mà Tôn Vân Hoa nói tới, anh vẫn giữ thái độ hoài nghi. Tôn Vân Hoa nhìn Đường Tuấn, yếu ớt thở dài, nói: "Không, ông nội cậu biết?" Tôi và vị kia của phái Thần Châm cũng biết, đây là bí mật được truyền lại đời đời kiếp kiếp của hai nhà chúng ta. Vậy sau đó thì sao?" Đường Tuấn gấp gáp hỏi tiếp. Trước đây Thánh thủ tông lớn mạnh như thế, tại sao bây giờ lại biến mất hầu như không thấy?" Tôn Vân Hoa nói, dòng chính vu độc dù bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Mấy trăm năm trước, cuối cùng dòng chính vu độc cũng xuất hiện một vị kỳ tài võ học, chưa đến 30 tuổi đã tiến vào thần hải. 40 tuổi đã đạt đến đỉnh cao của võ thuật, sau đó ra tay chấn chỉnh lại dòng chính vu độc. Sau khi bọn chúng ngóc đầu dậy, việc đầu tiên là dở trò ly rán ba phái y học cổ truyền, sau đó lại lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay diệt Thánh Thủ Tông. Lúc hai môn phái khác phản ứng lại thì Thánh Thủ Tông chỉ còn lại một vài người già dạ yếu tàn tật. Vì để tránh gặp phải họa diệt môn như Thánh Thủ Tông, dược y cốc tôi và phái thần châm quyết định ẩn cư thâm sơn, không lo thế sự. Từ đó về sau, Tất cả những chuyện liên quan tới Thánh thủ tông đều bị chôn vùi, đến tận bây giờ cũng không có ai muốn nhắc lại. Tôn Vân Hoa nhìn Đường Tuấn, nói, mà nhà họ Đường của cậu chính là huyết mạch duy nhất của Thánh thủ tông. Tại sao tôi phải tin ông? Đường Tuấn hỏi. Tôn Vân Hoa đưa tay chỉ một loạt bia mộ cách đó không xa, nói, sau khi Thánh thủ tông diệt môn, những người đời trước của dược y cốc tôi đã vì bọn họ lập bia dựng mộ. Từ cậu nhìn đi. Đường Tuấn theo ngón tay ông ta nhìn lại, chỉ thấy trăm cái mộ bia đứng thẳng, từ vết tích lưu lại có thể thấy được mộ bia này đã được dựng lên cách đây rất lâu rồi. Mà tên được khắc trên bia mộ cũng không giống nhau, nhưng tất cả đều có chung họ Đường. Đường Phúc, đó là tên tổ tiên nhà họ Đường tôi. Đường Tuấn nhìn thấy cái tên được khắc trên tấm bia ở hàng đầu tiên, nhịn không được hoảng sợ hô lên. Tại nơi thờ cúng của nhà họ Đường cũng có bài vị của Đường Phúc, cho nên Đường Tuấn đối với cái tên này cũng không cảm thấy quá mức xa lạ ông ấy chính là trưởng môn cuối cùng của Thánh thủ tông. Tôn Vân Hoa giải thích. Trong lòng Đường Tuấn run rẩy, ở đây có gần 100 bia mộ mang họ Đường, có thể tưởng tượng được năm đó Thánh thủ tông hưng thịnh đến mức nào, nhưng đồng thời cũng cho thấy trận chiến năm đó vô cùng thảm liệt. "Bây giờ cậu đã tin tưởng tôi chưa?" Tôn Vân Hoa nói, "Trước kia ông nội cậu tới tìm tôi, báo với tôi rằng dòng chính vu độc có khả năng lại ngo ngoe dục dịch, hy vọng dược y cốc tôi và phái thần châm có thể tái xuất, cùng nhau đối kháng vu độc." Nhưng lúc đó ông nội cậu chỉ mới nghi ngờ mà thôi, hơn nữa đã qua nhiều năm như thế, Dược Y Cốc và phái Thần Châm sớm đã bằng mặt không bằng lòng, hoàn toàn là không còn khả năng liên hợp. Cho nên tôi đã cực tuyệt ông nội cậu. Chương 595 tất cả đều yên bình lại. Khí thế của Đường Tuấn đột nhiên bùng nổ, chân khí vô hình giống như gợn sóng dần dần khuếch tán ra xung quanh, chấn động kịch liệt khiến máu huyết tôn vân hoa sôi trào, máu đỏ trào ra khỏi miệng. Cậu đã nhập thần Tôn Vân Hoa không rảnh lo cho vết thương của mình, giọng nói ông ta lộ rõ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi tinh thần lực của Đường Tuấn thoát ra ngoài, ông ta lập tức phát giác ra tinh thần lực cực kỳ lớn mạnh trên người đối phương. Đường Tuấn không trả lời Tôn Vân Hoa, nói trước tiên tôi sẽ không giết ông, nhưng thù của ông nội tôi, tôi sẽ nhớ kỹ. Vừa rồi ông có nói biến cố xảy ra với nhà họ Đường có dấu vết chứng tỏ vô tộc nhúng tay vào, chuyện này là thế nào? Tôn Vân Hoa nói, cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng tôi có thể chắc chắn, dòng chính vô tộc nhất định có liên quan đến chuyện này. Cậu nên hiểu rõ, dựa vào nội tình và thực lực hiện tại của nhà họ đường cậu, nếu không phải có một thế lực lớn mạnh khác bên ngoài can thiệp vào thì mấy năm nay không thể nào xảy ra nhiều chuyện như thế. Bà Mo, Đường Tuấn nhớ tới hai chữ này, ánh mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì. Ông cậu không nói cho cậu biết những chuyện này có lẽ là vì không hy vọng cậu bị cuốn vào ân oán năm xưa, vì nhà họ Đường mà lưu lại huyết mạch cuối cùng. Chỉ là ông ấy tuyệt đối không ngờ rằng thiên phú và nghị lực của cậu còn cao hơn so với ông ấy. Nói đến đây, Tôn Vân Hoa không khỏi cười khổ một tiếng. Nhân mà ngày đó ông ta gieo, cuối cùng hôm nay cũng đã tận mắt trông thấy quả rồi. Đường Tuấn nhìn những tấm bia mộ của nhà họ Đường cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng đi thẳng đến đó. Tổ tiên nhà họ Đường, thù này của Thánh thủ tông, còn đã nhớ kỹ. Con ở đây xin lập lời thề, nhất định dốc hết toàn lực đối phó dòng chính vu độc, không để y thuật cổ truyền tuyệt diệt. Anh bước đến mộ của tổ tiên đường phúc, âm thanh trầm thấp nói. Chân khí xẹt qua lòng bàn tay anh, từng giọt từng giọt máu tươi rơi xuống mảnh đất âm u lạnh lẽo lại vô cùng ẩm ướt. Lấy máu lập thệ, tôn vân hoa thấy thế, lẩm bẩm nói cần gì phải khổ như vậy chứ. Sự lớn mạnh của dòng chính vu độc không phải là điều mà cậu có thể tưởng tượng ra được, trước kia thánh thủ tông lớn mạnh như thế còn không thể chống lại nổi, nói gì là đường tuấn cậu chứ. Đường tuấn đang chuẩn bị quay người rời đi, trong lòng bỗng nhiên nảy ra ý tưởng gì đó. Chỗ mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ hơi phập phồng, giống như có thứ gì đó đang muốn phá đất mà ra. Rắc, mặt đất nứt toát, một luồng ánh sáng màu trắng vụt nhanh qua, chưa đến vài giây đã chui thẳng vào giữa mi tâm đường tuấn. Tất cả đều yên bình lại. Xảy ra chuyện gì, đường tuấn, Cậu làm gì đó? Tôn Vân hoa kinh hãi, ông ta đã đến ngọn núi này không biết bao nhiêu lần, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 596, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sau khi đạt tới cảnh giới nhập thần thì trong nghi tâm của anh đã mở ra một vùng thức hải, có tác dụng chứa đựng tinh thần lực. Mà lúc này ngay trong vùng thức hải kia, ngoại trừ tinh thần lực rồi rào ra, còn có thêm một thứ đó là một khối ngọc bội. Thân ngọc trắng tinh, vân ngọc rõ rệt, phía trên được điêu khắc một con rồng lớn vô cùng sống động, khiến khối ngọc bội trông càng thêm khí thế uy nghiêm. Một ít hơi thở ôn hòa phát ra từ ngọc bội, giúp tinh thần lực của anh được nâng cao thêm không ít. Khối ngọc này lại có hiệu quả gia tăng tinh thần lực. Trong lòng đường Tuấn tràn đầy kinh ngạc. Quan sát thêm một lát, ngoại trừ hiệu quả gia tăng tinh thần lực thì anh hoàn toàn không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào nữa không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi thức hải. Khối ngọc này xuất phát từ phần mộ của tổ tiên nhà họ Đường, Đường Phúc, có lẽ không phải là loại vật âm tà gì, nhưng mà Đường Tuấn vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác, không dám buông lỏng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Đường Tuấn mở mắt ra, Tôn Vân Hoa vội vàng hỏi. "Không có gì." Đường Tuấn lắc đầu, không giải thích nhiều anh quay người quỳ lại tổ tiên nhà họ đường và tất cả người của Thánh Thủ Tông một lần, rồi đứng dậy rời đi. Trong mắt Tôn Vân Hoa đều là sợ hãi và bồn chồn, nhìn mộ địa một lúc, lại quay đầu nhìn Đường Tuấn. Vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà ông ta không biết, nhưng mà Đường Tuấn không nói, ông ta cũng không thể ép buộc. Dù sao thì dược y cốc hôm nay cũng không có chút uy hiếp nào đối với Đường Tuấn. Cốc chủ, cỏ băng phách đã mang đến. Lúc hai người lần nữa quay lại hành y đường, một vị trưởng lão của dược y cốc nâng hộp gỗ chờ sẵn ở đó. Tôn Vân Hoa nhận lấy hộp gỗ, có chút không cam lòng vuốt ve, nhưng cuối cùng vẫn đưa nó cho đường Tuấn đang đứng bên cạnh, đồng thời giao phó nói, gốc cỏ băng phách này là vào 100 năm trước ông nội tôi đã nhổ ra từ nơi cực kỳ lạnh lẽo, mặc dù được bảo quản khá tốt, nhưng hiệu quả của thuốc có lẽ sẽ không được như lúc ban đầu. Đường Tuấn gật đầu nhận lấy, nói tôi có thể để các người dựng lại bia hành y, nhưng tôi có một điều kiện. Cậu nói đi, Tôn Vân Hoa nghe vậy, lập tức nói: "Sở dĩ ông ta dẫn Đường Tuấn đến mộ địa, tất cả đều là vì chuyện dựng lại bia hành y này. Bia hành y phải ghi chép lại sự thật một cách trực quan nhất, những sự thật bị các người xuyên tạc lâu nay cũng phải sửa lại toàn bộ. Tôi biết điều này có lẽ sẽ khiến cho uy danh của Dược Y Cốc bị sụt giảm, nhưng có lẽ ông rõ ràng hơn tôi, Sở dĩ Dược Y Cốc có thể tồn tại đến tận bây giờ, cũng không phải chỉ dựa vào mớ uy danh giả tạo này." Đường Tuấn trầm giọng nói: Từng cái từng cái bia mộ trên núi kia quả thật đã khiến anh cảm động, đúng là trước đây Dược Y Cốc đã cống hiến rất nhiều cho nền y học cổ truyền, cũng đã hy sinh rất nhiều năm. Chuyện này, Đường Tuấn không thể nào gạt bỏ được, chương 597 có thể nói là mọi thứ đã sẵn sàng. Tôn Vân Hoa nhìn anh, trong ánh mắt khó thấy xuất hiện một tia tàn khốc, trầm giọng nói, cậu ta như vậy là muốn Dược Y Cốc diệt môn sao? Cậu ta dám? giọng điệu của Tôn Khanh gắt gao nói, con cũng không tin cậu ta thật sự dám làm chuyện này. Tôn Vân Hoa nhìn ra ngoài cửa, buồn bã nói, cậu ta đúng là không dám. Tôn Khanh nghe đến đó, trên mặt ngay tức khắc lộ ra vẻ đắc ý, nhưng Tôn Vân Hoa nói tiếp, có điều chắc chắn là không phải bởi vì kiêng kỵ uy thế dược y cốc của tôi, mà là cậu ta không muốn y học cổ truyền bị yếu đi. Ông ta bỗng nhiên nhớ tới sự quyết tuyệt và kiên định trên mặt đường Tuấn khi anh thực hiện lời thề máu ở ngôi mộ trên núi, Tôn Vân Hoa hoàn toàn tin tưởng rằng, Đường Tuấn sẽ dám làm bất cứ điều gì vì tương lai của y học cổ truyền. Cái này, anh ta sẽ tốt bụng như vậy ư? Tôn Khanh bĩu môi, hiển nhiên là không tin. Tôn Vân Hoa nói, bởi vì cậu ta họ Đường, cậu ta không thể và cũng sẽ phải sống xứng đáng với dòng họ này. Nói xong, ông ta nặng nề thở dài thườn thượt, tạm thời đè nén tâm trạng phức tạp trong lòng xuống, nói con đã tiến vào cảnh giới tông sư, trong khoảng thời gian này không cần phải ra khỏi cửa. Nâng cao võ đạo cho tốt đi. Người nhà họ Tôn chúng ta nhất định không thể kém cỏi hơn so với nhà họ Đường của cậu ta. Hiệp hội y học cổ truyền kia thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà từ bỏ? Tôn Khanh có hơi không cam lòng nói. Tôn Vân Hoa trầm tư một lát nói, về chuyện này thì nói sau đi. Dòng chính của Vu Độc đã hành động, có hiệp hội y học cổ truyền ở bên ngoài thu hút sự chú ý, như vậy dược y cốc và phái thần châm sẽ có thêm một ít thời gian. Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh sáng tràn ra khắp nơi, tăng thêm một chút sự ấm áp và sáng sủa. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt một hộp gỗ có đựng cỏ băng phách, vẻ mặt hai người nhìn như có hơi khẩn trương. "Anh Đường, anh nói thứ này thật sự có thể trị khỏi bệnh cho em ư?" Hoa Tiểu Nam có hơi lo lắng lại có chút chờ mong hỏi. Ngón tay Đường Tuấn sờ sờ lên cái hộp gỗ, nói "Chắc hẳn là có thể." Lúc trước anh và bà độc đã suy đoán muốn chữa khỏi bệnh cho hoa tiểu nam thì nhất định phải có một chuyên gia y học đã nhập thần đến dẫn thuốc để trị liệu cho cô hoặc là dùng cỏ băng phách để áp chế độc tố bây giờ anh đã nhập thần trong tay lại có thêm cỏ băng phách có thể nói là mọi thứ đã sẵn sàng hộp gỗ được mở ra từng chút một ngay lập tức một luồng khí lạnh băng đến thấu xương tỏa ra nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống hoa tiểu nam bất thình lình cảm thấy lạnh lẽo nên không khỏi dùng mình một cái Chương 598, bệnh của em có thể chữa khỏi rồi. Một lát sau, Đường Tuấn nhíu mày, dưới cảm ứng của tinh thần lực, cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra thứ còn thiếu trên cây cỏ băng phách này là cái gì. Là sức sống. Cây cỏ băng phách này đã được cất giữ cả trăm năm, tuy đã được dược y cốc bảo quản rất khá, nhưng sức sống và hiệu quả chữa bệnh bên trong đã mất đi quá nửa, cho nên nó chỉ giống như một cành cây khô đã chết. Hiệu quả chữa bệnh bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, không biết còn đủ để trị hết bệnh được không. Đường Tuấn đột nhiên có hơi không rõ. Theo như lời Tôn Vân Hoa nói, cây cỏ băng phách này rất có thể là một gốc cây cuối cùng trên thế giới, nếu như dùng hết thì sẽ gần như không thể tìm thấy loại thảo dược quý giá này được nữa. Tuy rằng anh đã nhập thần, nhưng vẫn cần cỏ băng phách để làm thuốc dẫn mới có thể chữa khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam. Đang lúc anh có hơi do dự, chân khí trong đan điền của anh đột nhiên nổi lên sự thay đổi luồng khí lạnh lẽo vẫn luôn chiếm cứ trong đan điền anh, hàn khí toát ra từ cơ thể dường như đã chịu sự ảnh hưởng của cỏ băng phách mà bắt đầu sao động. Theo huyệt đạo của đường Tuấn, hàn khí thế nhưng lại chủ động tách ra khỏi cơ thể, sau đó rơi vào trong cỏ băng phách. Với sự hỗ trợ duy trì của luồng hàn khí này, cỏ băng phách thế mà lại lần nữa tỏa ra sức sống, cành cây khô bắt đầu mọc ra lá. Nhìn bằng mắt thường, bên trong cành cây khô dường như có những tinh thể băng cực kỳ nhỏ đang di chuyển, toàn bộ khí tức lạnh lẽo đều bị khống chế. Lúc này ngay cả khi không có chân khí của đường Tuấn bảo vệ, cây cỏ băng phách này cũng sẽ không thể gây ra thương tổn nào đối với con người nữa. Hàn khí tách rời khỏi cơ thể, đường Tuấn chỉ cảm thấy đan điền bản thân trống rỗng. Luồng hàn khí này chính là được lấy từ trên người thầm ngọc nhu, giống như tấm bèo ngũ căn vậy, là vật không thể tái tạo được. Không ngờ luồng hàn khí này vậy mà còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Ánh mắt đường Tuấn lóe lên, hàn khí này vẫn luôn bị anh coi như con át chủ bài mà sử dụng khi đối địch với kẻ thù mỗi lần đều có thể phát huy hiệu quả và lực sát thương không nhỏ không nghĩ tới thế mà lại có thể sử dụng làm tăng sức sống cho cỏ băng phách anh đường có chuyện gì vậy hoa tiểu nam không biết đã xảy ra chuyện gì cô chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng này thật sự rất kỳ quái lúc nóng lúc lạnh làm người ta rất khó chịu đường tuấn ngẩng đầu nhìn hoa tiểu nam có hơi kích động nói bệnh của em có thể chữa khỏi rồi có cây cỏ băng phách đã được hồi sinh này, lại kết hợp cùng với y thuật đã đạt tới cảnh giới nhập thần của anh, chắc chắn có thể trị khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam. Ánh mắt Đường Tuấn bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, phương hướng đó là nơi rời khỏi thành phố, thầm nghĩ, bình thường hàn khí sẽ không bao giờ có thể làm cho cỏ băng phách sống lại được, rốt cuộc Thẩm Ngọc Nhu là thể chất gì? Tại sao bản thân lại cảm giác thể chất của cô còn đáng sợ hơn Thanh Loan chi thể? Mẹ của cô rốt cuộc là ai? một loạt những nghi vấn bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu đường Tuấn. chương 599, đừng quên những gì đã hứa với tôi. Chuyến đi tới dược y cốc lần này, mục tiêu của đường Tuấn có thể nói là đã đạt được. Chị hết bệnh của Hoa Tiểu Nam cũng hiểu được nguyên nhân cái chết của ông nội anh. Nhưng bởi vì biết thêm được chuyện của Thánh Thủ Tông và Vu Độc, Đường Tuấn chỉ cảm thấy trọng trách trên vai ngày càng nặng thêm. Thời gian đối với anh quá gấp gáp, cho nên anh đã chuẩn bị rời khỏi dược y cốc tôi còn muốn ở lại dược y cốc vài năm nữa chờ đến khi tôi ra ngoài sẽ đi tìm cậu trung khê san nói với đường tuấn tuy rằng ông đã tiến vào thần hải nhưng dù sao trước đây ông cũng đã có giao ước với dược y cốc vi phạm thì không hay chút nào đường tuấn gật gật đầu nhìn về phía tôn vân hoa và mọi người ở dược y cốc trầm giọng nói đừng quên những gì đã hứa với tôi tôn vân hoa nói cậu yên tâm đi dược y cốc bọn tôi biết bản thân mình nên làm gì về chuyện của cậu Tôi đã nói cho phái thần châm biết rồi, chờ thêm một thời gian nữa, hai nhà chúng ta khả năng sẽ lựa chọn hòa nhập với thế giới. Vu độc đã bắt đầu hành động, chống đối lại truyền thừa dòng chính của vu độc, là trách nhiệm nặng nề của bọn họ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đường Tuấn mang theo hoa tiểu nam, xoay người rời đi. Diệp Thanh Phương và đám người khác vội vàng chạy đuổi tới. Vốn dĩ là bọn họ đã sớm rời khỏi dược y cốc, nhưng sau khi biết được đường Tuấn cũng muốn rời đi, thì lại mượn lý do lùi lại mấy ngày. Một là có vị đại cao thủ đường tuấn này bảo vệ, bọn họ ra khỏi dược y cốc cũng không cần phải lo lắng gặp bất cứ nguy hiểm gì, hai là thanh phương muốn nhân cơ hội này kết giao một chút với đường tuấn. Chuyến đi ra khỏi cốc rất thuận lợi, đường tuấn phóng ra tinh thần lực của cảnh giới nhập thần, giã thú dù hung hãn đến đâu cũng đều phải quỳ dạp trên mặt đất run bẩn bật, làm sao còn dám tấn công bọn họ. Về phần Diệp Thanh Phương thỉnh thoảng có nói với anh hai ba câu, nhưng đường tuấn lại không thèm để ý làm ra bộ dạng của người tài giỏi nhưng lần này ngài tô và những vệ sĩ khác lại không dám nghĩ đến chuyện bất mãn vì sợ đường tuấn sẽ tát chết bọn họ rồi vứt họ lại giữa cái khu rừng rậm nguyên sinh này về vấn đề này thanh phương cũng không ép buộc gì nhiều sau cùng thì bọn họ cũng là người sai trước hai ngày sau hai đội đã ra khỏi khu rừng rậm và tách ra ở bên ngoài một thị trấn nhỏ bởi vì thanh phương năn nghỉ ỉ ôi đường tuấn đối phó rất mệt mỏi cho nên trước khi đi đã cùng anh ta trao đổi phương thức liên hệ. Lại một ngày nữa trôi qua, Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam rốt cuộc cũng về tới thành phố Vinh. Đưa Hoa Tiểu Nam về biệt thự Green Garden, sau khi bà độc biết bệnh tình của cô đã được chữa trị hoàn toàn thì không khỏi vui mừng một trận, còn lôi kéo Đường Tuấn rồi nói một đống những lời cảm động. Sau khi Đường Tuấn sắp xếp xong cho Hoa Tiểu Nam, lúc này mới lái xe đi đến trước nhà Thẩm Ngọc Nhu. Mặc dù bây giờ anh có thể đi bộ trên không, nhưng mà loại hành vi này ở giữa thành phố, nếu bị ai đó chụp ảnh được, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều chấn động và rắc rối lớn. Hơn nữa đi bộ trên không tuy rằng nhìn như có vẻ phóng khoáng, thanh cao, nhưng lại hao tổn chân khí quá mức, dựa vào tu vi hiện nay của anh, cũng chỉ có thể kéo dài được nửa giờ đồng hồ. Quen cửa quen nẻo mà đi tới nhà thẩm Ngọc Nhu rồi gõ cửa. chương 600, bà ấy còn nói gì nữa không? Anh rời đi đã hơn nửa tháng, không biết có phải hàn khí trong người thẩm Ngọc Nhu có bùng phát hay không. Nếu như nó bùng phát, anh muốn thử xem y thuật hiện tại của bản thân có thể hoàn toàn hoàn toàn áp chế nó được không. Cót kết, cánh cửa mở ra, thẩm dũng xuất hiện ở trước mặt anh. Đường Tuấn, anh đã trở về, nhìn thấy người đến là Đường Tuấn, thẩm dũng nhàn nhạt nói. Trên mặt ông ta có hơi phiền muộn không thể nào che giấu, giọng nói có chút yếu ớt. Ông thẩm, ông bị làm sao vậy? Thẩm Dũng là một người giỏi về y học cổ truyền nổi tiếng, đương nhiên sẽ bảo vệ rất tốt sức khỏe của bản thân, nhưng tại sao bây giờ lại nhìn còn yếu ớt hơn so với người bình thường thế này? Khóe miệng Thẩm Dũng lộ ra một nụ cười khổ, nói, "Vào trong đi rồi nói." Đường Tuấn vào cửa, mới vừa ngồi xuống, tinh thần lực của anh đã tùy ý mà quét qua, nhưng lại không cảm nhận hơi thở của Thẩm Ngọc Nhu, trong lòng đột nhiên nổi lên sự khẩn trương, giọng điệu khẽ run run nói, "Ông Thẩm, Ngọc Nhu đâu?" có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu như lúc anh rời đi, hàn khí của thẩm Ngọc Nhu lại bộc phát, chỉ e rằng anh sẽ phải cắn rứt lương tâm cả đời này. Trong mắt thẩm Dũng hiện lên vẻ buồn bã, nói Ngọc Nhu bị mẹ của cô ấy đưa đi rồi. Mẹ của Ngọc Nhu, đường tuấn cao mày, lúc này mới nhớ tới chuyện trước đây thẩm Dũng có nói qua một lần, hỏi chính là người mẹ mà có xuất thân từ một gia tộc võ đạo. Sắc mặt thẩm Dũng đau khổ gật gật đầu, nói chính là bà ấy. Lúc anh rời đi không lâu sau đó, bà ấy đột nhiên đã trở lại. Nói với tôi Ngọc Nhu là cái gì mà con cháu của Hàn cung, bà ấy muốn đưa người trở về để tự mình bồi dưỡng. Lúc ấy tôi không chịu, Ngọc Nhu cũng nói muốn chờ anh trở lại. Nhưng mà người phụ nữ kia lại không phân rõ phải trái, cứ như thế hung hăng mang Ngọc Nhu đi. "Hàn cung, Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Thời gian anh đặt chân vào giới võ đạo cũng không dài, ngoại trừ từ trong miệng đám người Quách Thịnh Minh và Trình Tuấn Vũ biết được một vài môn phái lớn ở bên ngoài ra, thì còn lại chưa từng nghe nói về môn phái võ đạo khác. Hàn Cung là tên có mang theo băng, mà Thẩm Ngọc Nhu lại trời sinh đã có hàn khí. Có lẽ Thẩm Ngọc Nhu trở về Hàn Cung là có thể tìm được công pháp phù hợp với việc tu luyện của cô ấy, không những thế còn khống chế được hàn khí trong cơ thể. Như vậy cũng không phải là một chuyện xấu. Lúc trước huyền phong tử đã nói rằng nếu như có thể sử dụng thể chất của thẩm Ngọc Nhu đúng cách, thì chắc chắn có thể tiến vào cảnh giới thần hải. Bà ấy còn nói gì nữa không? Đường Tuấn hỏi. Thẩm Dũng suy nghĩ một lát, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tức giận, nói, bà ta trả lại cho tôi một khoản tiền, nói là dùng để cho tôi dưỡng già, cảm ơn tôi mấy năm nay đã có lòng tốt nuôi dưỡng Ngọc Nhu. Ngọc Nhu là cháu gái của tôi, tôi nuôi dưỡng cháu gái của mình, có từng yêu cầu tiền của bà ta lần nào chưa? Đường Tuấn thở dài, vỗ vỗ vai Thẩm Dũng. Mặc dù Thẩm Dũng ở trong giới trung y có chút danh tiếng, nhưng đối mặt với một gia tộc võ đạo hùng mạnh như vậy, cái danh tiếng ấy căn bản cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 600